Chùa Đạo Nằm là tục danh của thành Hoa Tự ở xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Nhắc tới chùa Đạo Nằm thì người ta nhắc tới sư tổ Hòa Thượng Tịnh Nghiêm. Ông là một tu sĩ Phật giáo có cách tu hành rất là lạ, đó là tu nằm. Từ đặc điểm này mà Hòa Thượng có tục danh là ông Đạo Nằm. Ông mất vào năm 1954. Hiện tại thì nơi đây đang lưu giữ và bảo quản một chiếc xe cổ độc đáo. Đó là chiếc Peugeot 2003, rồng trèm 70 tuổi. Peugeot 2003 là chiếc xe hạng trung được sản xuất bởi nhà sản xuất Peugeot của Pháp từ những năm 1948 tới 1960. Chiếc xe Peugeot 2003 ở đây được sư tổ sử dụng từ năm 1950. Ngoại trừ màu vàng được tân trang để phù hợp với màu sắc trong tôn giáo, còn lại thì chiếc xe cổ không đầu nằm được còn nguyên zin. Chiếc xe này được giữ nguyên bản gần như từng chi tiết nhỏ, hiện tại vẫn còn sử dụng được. Cứ tới lễ dỗ không đầu nằm thì xe này được trang trí hoa rồi chạy diễu hành ở chùa. Đây là một số thông tin của chiếc Peugeot 2003 này. Cửa mới ngược. Nội thất bên trong vẫn còn rất là đẹp. Biển số xe cũng đẹp luôn. Còn đây là đèn nhan khá độc đáo của chiếc xe này. Bình thường thì tự nép sát vào thân xe, khi sử dụng thì vừa bung ra vừa nhá đèn. Dạ. Cũng không còn ấy được cái gì đấy. Hiện tại thì những chiếc Peugeot 2003 như thế này rất là hiếm gặp ở Việt Nam. Gia thì cũng gia từ đó tới giờ luôn. Gia. Các bạn đến với chùa Đạo Nằm ở Cù Lao Diêm, Chợ Mới, ngoài được thăm viếng cơ sở tôn giáo, tìm hiểu về cách tu nằm của sư tổ Tịnh Nghiêm, thì các bạn còn có dịp thưởng ngoạn chiếc xe cổ độc đáo này.